Vụ ba anh em ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc, thêm một trẻ suy hô hấp phải thở máy. Sau 3 ngày được truyền thuốc giải độc trị giá 8.000 USD, bệnh nhi 10 tuổi diễn biến suy hô hấp tăng dần và chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Em được đặt nội khí quản thở máy nuôi ăn qua ống thông dạ dày. Ba bệnh nhân phải cấp cứu sau khi ăn giò lụa là em D 13 tuổi, em H 14 tuổi và X 10 tuổi ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhi X có tri giác tỉnh, sinh hiệu ổn, sức cơ tiến triển sau khi truyền 1/2 lọ thuốc giải và chuyển sang khoa nội tổng hợp. Tuy nhiên sau đó em diễn tiến suy hô hấp tăng dần, được đặt nội khí quản chuyển lại khoa hồi sức tích cực vào hôm qua 18 tháng 5. Bác sĩ cho hay sức cơ tứ chi của X chưa cải thiện, đang thở máy thông suy hô hấp, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, tri giác tỉnh, còn sụp mi, kết quả MRI não không ghi nhận bất thường. Trường hợp phải thở máy trước đó là D, bệnh nhân nặng nhất trong ba anh em. D bị yếu hai chân, sụp mi mắt, đi đứng loạng choạng, giật cơ mạc ngón tay. Sau 3 ngày truyền thuốc giải độc, em vẫn tiếp tục thở máy thông số thấp, gọi biết, thực hiện được theo y lệnh, kích thích đau đáp ứng, sức cơ tứ chi cải thiện, sụp mi cải thiện, liệt ruột. Kết quả MRI não không ghi nhận bất thường. Ngoài ra em H được thở oxy truyền dịch, truyền tĩnh mạch 1/2 lọ huyết thanh kháng độc tố và chuyển về khoa nội tổng hợp. Đến nay diễn tiến của H cải thiện, không suy hô hấp, thở khí trời nhưng còn nuốt kém nuôi ăn qua ống thông dạ dày. Trước đó ngày 13 tháng 5, ba anh em đã ăn phải giò lụa không rõ nguồn gốc có dấu hiệu hư hỏng. Đến chiều cùng ngày, các triệu chứng bất thường xuất hiện. Ngay hôm sau, ba anh em lần lượt nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 2. Qua hội chẩn các bác sĩ của ba bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Nhiệt đới và Chợ Rẫy đã thống nhất chẩn đoán theo dõi ngộ độc botulinum toxin, biến chứng suy hô hấp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.